Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, hôm nay trong không khí đầm ấm thân thương này, cho các em thay mặt các bạn học sinh Ngô Quyền khóa 1987-1990 xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã vượt qua những trở ngại do tuổi tác, sức khỏe để hiện diện trong ngày sum họp của chúng em. Tình cảm của thầy cô mà chúng em đã được đón nhận từ 30 năm trước không phai mờ theo năm tháng, để khi trở về đây, chúng em thấy mình bé nhỏ, thơ dại như ngày nào ngồi nghe từng lời giảng khai tâm, khai trí cho chúng em vào đời. Xin các thầy cô nhận nơi chúng em lời tri ân, lời chúc mừng, lời cầu mong sức khỏe chân thành nhất. Cảm ơn các bạn đã thu xếp thời gian về đây để chúng ta gặp gỡ nhau cùng ôn lại kỷ niệm thời đi học. Chúc cho bạn và tôi có một buổi gặp mặt nhiều ý nghĩa. Kính thưa thầy cô và các bạn, từ ngôi trường cấp 3 Ngô Quyền, chúng em bước vào đời, mỗi người có hướng đi và cuộc sống riêng. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, chúng em đã trưởng thành, đã phần nào đáp lại công lao dạy dỗ của thầy cô. Bao năm đã qua, chúng em muốn được trở về, về với thầy cô, mái trường và những kỷ niệm thời còn đi học. Từ một ý tưởng, từ sự quyết tâm, từ sự đồng thuận cao và cả những nỗ lực tuyệt vời của tất cả chúng ta để có ngày đoàn tụ hôm nay, một giây phút rồi sẽ ghi sâu vào tâm khảm của mỗi chúng ta trong những tháng ngày sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chúng tôi động lực để tổ chức một ngày trở về ấm áp và khó quên. Kính thưa thầy cô và các bạn, sau bao ngày chờ đợi, mong ngóng, ngày hội khóa đã đến. Em xin phép thay mặt các bạn tuyên bố khai mạc hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày tựu trường của cựu học sinh trường phổ thông trung học Ngô Quyền 1987-1990. Xin trân trọng cảm ơn.